Mai Âm Nhạc là ai mà khiến Độ Mixi, Tóc Tiên đến Thiều Bảo Trâm đều phát cuồng đòi bảo vệ đến thế? Vốn là một hiện tượng mạng được giới trẻ biết tới thông qua những màn hỏi xoay đáp xoay tấu hài. Mai gây sốt khi ghi danh casting rap Việt mùa 2 với rap nên mới toanh. Mai Âm Nhạc, hay còn gọi là Mai Meme, với tính cách lầy lội, netizen còn đùa rằng không khéo cô nàng đăng ký lộn cuộc thi. Bởi vượng muối như cô thì phải vào thách thức danh hài chứ bảo đi thi rap thì quá là sai. Nhiều tin đồn cho rằng cô nàng là nữ thí sinh hiếm hoi vượt qua vòng casting rap Việt lần này. Hiện, việc cô nàng có vượt qua vòng casting hay không vẫn còn là một ẩn số. Người cho là đỗ, kẻ lại bảo trượt. Phải đợi đến khi rap Việt lên sóng mới biết được. Có vẻ như, sau buổi casting rap Việt, tên tuổi của Mai Âm Nhạc còn vang xa hơn nữa. Mới đây, Chim mời Độ Mixi chia sẻ với fan đã xem qua clip của Mai Âm Nhạc và cảm thấy đây là cô gái vô cùng hài hước. Sự chúa hề của Mai đã khiến nữ ca sĩ Tiên Tiên hùng hồn tuyên bố. Nếu người yêu Mai sau này khiến cô buồn thì sẽ lập group anti người đó. Thiều Bảo Trâm là đối tượng tiếp theo bấn loạn vì Mai Âm Nhạc. Cô nàng thích thú direct cho Mai Âm Nhạc trên Instagram sau khi xem xong clip Mai trổ tài rap Mai đọc một đoạn luôn đi chứ chị thích em quá rồi. Thực tế, bên cạnh những giây phút tấu hài, Mai Âm Nhạc sở hữu một giọng hát cực ngọt, đặc biệt là khả năng hát tiếng Anh khá chuẩn. Các clip cover của cô cũng nhận được sự yêu thích của các bạn trẻ, có clip lên tới hàng triệu view sub. Vậy Mai Âm Nhạc rốt cuộc là ai? Mai Âm Nhạc tên thật là Mai Âm Nhạc à? Đây là những câu hỏi mà không ít người đang thắc mắc. Trên thực tế, một số người hẳn sẽ thấy gương mặt cô nàng này quen cũng phải thôi vì Mai Âm Nhạc vốn là một hiện tượng trên nền tảng đó mà. Cô nàng được giới trẻ biết tới thông qua những màn hỏi xoáy đáp xoay tấu hài, vừa nhây vừa lầy lội. Với tính cách thú vị của mình, netizen còn đùa rằng không khéo cô nàng đăng ký lộ cuộc thi. Bởi vượng muối như cô thì phải vào thách thức danh hài chứ bảo đi thi rap thì quá là sai. Tính đến thời điểm hiện tại, trang TikTok của Mai Âm Nhạc đã hút tới 444.000 người. Con số follow trên Instagram và Facebook cũng cao ngất ngưởng, lần lượt là 522.000 và 338.000. Dù khá nổi tiếng trên mạng nhưng hầu như chưa có một thông tin nào về thân thế của Mai Âm Nhạc. Vậy Mai Âm Nhạc là ai? Mai Âm Nhạc có tên thật là Hoàng Hương Quỳnh Mai. Về lý do vì sao lại chọn rap name là Mai Âm Nhạc, gái xinh cho hay. Tính của mình là không lằng nhằng, mình thích đi thẳng vào vấn đề luôn nên mình lấy tên Mai Âm Nhạc. Nhìn và nghe một cái ai cũng biết mình và âm nhạc chính là bạn bè. Các cụ đã bảo tên xấu thì dễ nuôi, tên mình thì không xấu nhưng chắc chắn dễ nhớ. Mai sinh năm 1997, cao 1m65 và nặng 52kg. Xinh đẹp, cao ráo, đa tài. Có rất nhiều yếu tố giúp cô gái này hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố bùng nổ trong tương lai. Dù tự nhận chưa có thành tích gì trước mắt trong âm nhạc, nhưng Mai tự tin rằng mình đã mang lại nhiều tiếng cười cho mọi người. Mình hy vọng tương lai mình vẫn giữ được phong độ trong việc theo đuổi đam mê nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Không cần thành tích, chỉ cần niềm vui là đủ, Mai Âm Nhạc chia sẻ. Gái xinh còn hài hước cho rằng mình có hai nhân cách. Khi Mai Âm Nhạc làm âm nhạc thì sẽ là một thứ mà mọi người không thể tin nổi. Còn khi Mai Âm Nhạc không làm nhạc thì âm nhạc lại hóa thành âm lượng với những trò đùa max volume. Hãy đón chờ hai nhân cách của Mai Âm Nhạc trong những cương vị mới, mở ra trong tương lai gần nhé. Cô nàng nhắn gửi.